Việc ứng dụng Fusion Mesomatic kết hợp với lăn kim, phi kim hay fractional CO2 trong điều trị sẹo mụn cũng mang lại hiệu quả điều trị rất cao. Sản phẩm mà Huệ đánh giá là độc đáo và giống như một cái chìa khóa vạn năng cho tất cả các dịch vụ mụn tại La Huê, đó chính là ACN. Fusion Meso đã có mặt ở khắp các quốc gia trên toàn thế giới và nó đã được chứng nhận về độ an toàn y khoa, sự hiệu quả trên toàn bộ khách hàng. Trong điều trị mụn thì song song với việc mà kiểm soát những cái yếu tố gây mụn, bên cạnh đấy cái việc phục hồi cũng rất là quan trọng. Vì thế mà Fusion Mesomatic được ứng dụng để hỗ trợ mà giảm cái nguy cơ bị sẹo sau mụn và những cái thâm đỏ sau mụn. Bên cạnh đó thì việc ứng dụng Fusion Mesomatic kết hợp với lăn kim, phi kim hay fractional CO2 trong điều trị sẹo mụn cũng mang lại hiệu quả điều trị rất cao. Hầu hết những bệnh nhân đến với phòng khám da liễu Hà Nội đều hài lòng với kết quả sau một liệu trình điều trị. Sản phẩm mà Huệ đánh giá là độc đáo và giống như một cái chìa khóa vạn năng cho tất cả các dịch vụ mụn tại La Huê, đó chính là ACN. Với ACN thì phòng khám La Huê đã ứng dụng vào các cái dịch vụ, thứ nhất là meso, thứ hai là ứng dụng vào trong toàn bộ các cái dịch vụ có sử dụng điện di tinh chất dành cho những làn da dầu, da mụn. Và ngoài ra thì ACN bên La Huê còn ứng dụng vào trong dòng home care tại nhà cho khách hàng, đặc biệt là với những khách hàng có những cái làn da mụn nhạy cảm. Cái sản phẩm mà mình tâm đắc nhất đó là sản phẩm IFC công của Fusion. Thì sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chí, ví dụ như là sản phẩm này khi mà trên da thì hầu như là các bệnh nhân không có cái cảm giác đau rát, châm chích, khó chịu. Cái thành phần của nó thì rất là ok, như là các loại acid amin, amino acid, khoáng chất, các yếu tố tăng trưởng như là ELF, FPF và đặc biệt là thì có hiệu quả tức thì luôn. Ngoài ra thì mình còn cho khách hàng của mình về nhà là có bộ thể bôi thoa tại nhà nữa.